các đại biểu đang đến giờ đánh chén trong này các bạn. Đấy, đang giới thiệu đây. Người Bắc Ninh nói mà một câu chào hỏi rằng là hôm nay xung họp chúc mang tình trong một khắc nghĩa giải trăm năm. Thuê như MC đám cưới, tuy rằng bốn bể nhưng xanh một nhà, sinh vật cảnh nhưng mà thuê MC nói như đám cưới. Mùa đông nhưng mà rất là ấm áp đúng không ạ? Mà được mùa đông ấm áp. Nghệ nhân chúng ta có vị là được khách quý, chúng ta cùng về đây, chúng ta cùng dự lễ khai mạc triển lãm hoa sinh vật cảnh thủ đô năm 2018. Thì sau đây xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng bốc rượu bia. Em xin được đếm được không ạ? Đó, ông MC tào lao. Xin mời các bác anh các chị ạ. Xin mời đánh chén. Những em thì vẫn ngoài này quay phim tranh thủ các bác. Đến giờ các bác đánh chén xong em lại phải đi rồi. Nóng nhiệt hơn ạ. Vâng ạ. Xin cảm ơn, rất nhiệt tình. Đúng ạ. Thế là em xin được nhắc lại một chút để sau cho đó nó đồng kia có một cái kỳ rất hay. Đây này, còn rộng lắm. Còn kia mới có những cái tác phẩm hoành tráng. Chúc mừng, chúc mừng. Đấy. Thì cứ dần dần ta sẽ đi đến nơi rồi các bác nhé. Rô rồi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Các cụ đang rô ghê quá. Tuyệt vời đúng không ạ? Phải như thế chúng ta mới gắn kết được với nhau đúng không ạ? Tứ hải xung vầy mà đúng không ạ? Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Lóa, biển lại bị lóa quá. Cây xanh đẹp. Xanh. Xanh quê đây. Xanh quê nhưng mà rất là đẹp. Này là chào xuân 29 mới đúng. Dăm năm nữa. Khi nào mà cái rễ này nó bè ra đây này, thì mới gọi là hay. Bây giờ mới, vẫn đá vẫn chỉ được một vài năm thôi, vẫn mới. Cây rất là sum xuê, rất là sum vầy, rất là đầy. Các cụ đang quanh chén rồi. Từ nãy giờ vẫn chỉ quay đa số là các tác phẩm tầm trung. Còn chuẩn bị đi đến các những cái tác phẩm nét được các bác nhé. Kia nắng biển bị lóa. Xì dáng. Có thể nói là dáng lạc. Một cốt xì cũng khá hay. Nam Điền. Khá hay. Tuy nhiên cũng còn mới vào đá đấy bạn. Mới vào đá đây. Nhìn là biết mới vào đá chứ. Đấy. Khi mà người ta đục những cái rễ này đi, lùa đá vào. Đá nó còn chưa kịp ăn vào này. Đấy. Thông.
Mr. Hoàng. À đây, ông xanh mà ông bảo 1 tỷ đây, của ông Minh Dưỡng này. Xanh mà 1 tỷ của ông Minh Dưỡng này. À, bây giờ vẫn là của ông Minh Dưỡng. Camera hôm nay nó bị làm sao rồi các bạn, lấy nét kém quá. Cây xanh 1 tỷ của ông Minh Dưỡng này. Quê xanh của ông Minh Dưỡng này. À, hôm về vườn thấy bảo 1 tỷ đây. 1 tỷ con này á? Chỉ ông mua thôi. Bao nhiêu nhá? Cường 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 họa sĩ coi nhẹ không có tác phẩm nào đây. Hình như không, cường họa sĩ toàn cái to. Cái tùng này hay quá. Quá đẹp. Vâng. Tùng chân chiếc. Bao nhiêu năm nằm chậu nó mới được như thế này. Chân đẹp, trực tùng đẹp quá. Trực, dáng trực này là đây này. Đấy, già hoành tráng này. Tùng dáng trực này là đẹp. Trực cái gì? Tùng thì dáng trực nhiều cây là đẹp. Tùng bao nhiêu cây dáng trực đẹp? Tùng dáng trực là chuẩn nhất rồi. Không có cái cây gì lại được dáng trực của tùng rồi. Cho cái này cái tùng mới em. Quang Huy. Lâu năm cái là đẹp đấy, mùa cái đâu này gốc nhập già hoành tráng nếu bị trắng nó không nhìn nổi. Đây mới gọi là đáng để xem. Hoành tráng già nua. Cồn cây quan trọng nhất là bệ thì thành rất là cồn cây rất là đẹp to lên mình. Hôm nay của nó chắc phải mấy trăm đấy, mấy trăm hay không nhìn cũng phải mấy trăm. Còn chủ nó phán bao nhiêu thì không rõ, nhưng mà cũng phải tầm thị trường nó cũng phải mấy trăm rồi. Nên này phải mấy trăm thì chắc thị trường nó khoảng tiền trăm. À. Còn chủ thì có thể nó bảo lên 1 tỷ thì cũng chịu. Nếu không muốn bán thì bảo 1 tỷ cũng chịu. Đấy, vào vườn nhà Minh Dưỡng bảo 1 tỷ đấy. Nhưng mà mẹ không thích bằng cây la hán này đâu. Cây la hán kia kìa. Cây một xanh 1 tỷ không khoái một cây la hán này đâu. Đấy, nhìn lại cái bệ này. Ổi. Ổi hai. Sạch sẽ thân thế.
ngũ phúc này, năm thân này, nằm trong chậu này cũng lâu lắm rồi đấy. Ôi mít tợ oai. Không biết ở đây mà bà bảo mình như nào, cái này nhặt không rất sạch sẽ, thần thấy rất sạch sẽ. Rất sạch sẽ. Bắt đầu đến dần dần đến phong cách của Hà Nội phố này. Khiếp à, nhỏ à, con này quá khủng. Hả? Ui gì mẹ không thích như tôi nói luôn, cái lạ này nhỏ. Không, ngắn nhất là ít đấy. Bình thường thì tôi nói những cái tay này mẹ nó to, nó cắt, ông xem nó cắt đặt bao nhiêu dạ, hát nó mới được cái cây này. Em biết là như thế rồi, nhưng cây nhà thì nó cũng chưa phải ghê gớm lắm. Con này của nó ấy rồi nhỉ, nay mà không như ấy thì còn mẹ con nào. Em nhìn cái ổi này mới già. Năm thân đấy, nhìn sạch sẽ. Bao nhiêu năm nằm trên chậu rồi dù chất lượng cây cũng chưa có gì lắm. La Hán. Đấy, bắt đầu đi ra phía cổng chào. Đấy, cái này là cây đẳng cấp này. Nghe à, ông em gì à? Cái này là cái đẳng cấp này của nó này. Nguyệt cây nguyệt quế này. Nguyệt quế đấy. À, nhìn thân nó như thế kia. Đấy, cái con này đi. Đấy, của nó mới gớm này. Tay chì rồi nhà như xanh. Đẳng như xanh. Nguyệt quế. Nguyệt quế đấy. Quá là trọng. Quá đẹp luôn. À, đây. Chân cẳng là đây. Phía sau này xem này. Được. Tuổi đời là được. Dáng dấp ổn. Vẫn chưa thấy một tác phẩm nào phải thét thốt lên. Chưa thấy các bạn, chưa thấy tác phẩm nào thốt lên. Các bác chắc xem cũng đồng ý với tôi như thế. Dù bé hay to không quan trọng lắm, quan trọng nhìn vào cái người ta bị hút hồn. Hút hồn. Dáng cổ này đẹp đấy. Đến nơi sóng bộ đàm nó bị ấy.
xanh đẹp. Cây này được. Cái thông này cũng được. Tường vi này các bác này, bác Vũ này, tường vi này. Thì các quay lại cây này tí, một cây thích quái chân này, chân nó này, nói chung là thích cây la hán trực kia, cái tường vi này, còn những cây khác thì chưa. Không, xin phép không có ý kiến. Nhìn thích tường vi này, chân cẳng này, xin lỗi là bị không chạm tác phẩm, chạm một số chỗ là cũng chạm vào tí. Đấy, một cây đẹp. Chăm được mấy cây này nữa. Xanh. Đấy, cái tường vi rồi bác. Đây cũng là một cây xanh rất hay, có thể là hay nhất ở tại khu trưng bày hôm nay. Cây xanh này có vẻ là hay nhất. Của bác, cũng của bác Nguyễn Xuân Bắc này. Đấy, chân bệ này, chân mẹ không chê được, không chê, rất đều cả hai mặt, hai mặt đều rất là ok. Xin phép bỏ giúp bác cái lá xuống nhé. Đấy, một cây thứ hai. Cây xanh khá là đẹp, có thể nói là nhất nhất nhì ở trong khu vực này với cây xanh nhé. Đấy, dăm dứt thì làm chưa được kỹ lắm, thực tế là chưa kỹ lắm, không ý là dăm thì nó kỹ rồi, nhưng bác chủ tỉa có vẻ chưa được kỹ cho lắm, không được chăm chút tỉ mỉ cho lắm, mặc dù cây rất đẹp. Đấy là ý kiến quan điểm riêng thôi. Xanh cổ. Con này cũng hay. Lưu hùng. Đấy, như vậy là đã hết một bên cánh trái, từ lối vào cổng vào và bên kia cánh trái là em đã đi hết một lượt. Bây giờ là sẽ đi tiếp bên cánh phải các bạn ạ. Đó nha.